khi nhặt được tiền, sau đó đem cúng dường Tam Bảo và hồi hướng, thì người mất tiền có được phước không? Vì ở đây không có sự đồng ý của người mất tiền. Xin thưa là cái người mà làm mất tiền á, họ không có được cái phước đó, tại vì họ đâu có biết. Giống như cái chuyện là quý vị làm đồ ăn rồi quý vị không có mời thì người ta cũng đâu có biết người ta tới người ta ăn, thì cái tiền mà người ta làm mất á, người ta không biết. Thậm chí đôi khi cái tiền nó lớn, họ còn đau khổ, họ buồn rầu nữa. Rồi thêm một điều nữa nè, khi mình lấy như thế, tức là mình đã lấy của không cho. Người ta có cho mình đâu mình lấy. Trừ khi cái số tiền đó là người ta bỏ. Ví dụ như lâu lâu sẽ đọc báo thấy có một số cái tin nó khá là lạ, là người ta lượm được mấy tỷ để quên ở sân bay, không ai nhận hết trơn á. Lạ chỗ đó, mấy tỷ để quên sân bay không ai nhận hết trơn. Rồi cái siêu xe mà bỏ quên ở sân bay luôn, bỏ quên ở cái cảng, ở cái cửa khẩu, mà mấy năm trời không ai nhận hết trơn thì người ta bỏ quên. Thì nó lạ, tại vì thường mình ví dụ bỏ quên vài chục ngàn thì mình quên rồi mình bỏ thì nó là chuyện bình thường, mà mình bỏ quên tới vài tỷ thì nó hơi lạ chỗ đó đó. Thì không biết, chắc kể cho mấy đứa con nít thì chắc nó tin, còn người lớn thì hơi khó tin hết. Thì trong trường hợp á, người ta bỏ quên hoặc người ta làm rớt mà người ta có tác ý là bỏ. Ví dụ như trường hợp này ở Mỹ nè, một cái anh nhân viên khách sạn, ảnh lượm được một cái cặp ở trong cái thùng rác mà cái số tiền nó lên tới hình như là cả triệu đô á, tiền mặt. Thì ảnh mới đem ảnh nộp lên cái đồn công an để ảnh tìm cái người mà cái người làm mất. Thì về sau người ta mới phát giác là đây là một cái tay người Mỹ gốc Việt, là trong cái nhóm tội phạm á. Thì khi mà bị bắt thì trong cái lúc mà tẩu tán tài sản thì có quăng đó và bỏ, giống như là mình bỏ đó. Thì khi mà ảnh bỏ như thế thì nhà nước Mỹ mới nói là bây giờ khi mình đã xác định như vậy rồi thì cái số tiền đó thuộc về cái anh nhân viên khách sạn. Ảnh lượm được, ảnh là người lượm được mà cái chủ nhân họ đã bỏ rồi. Thì trong trường hợp đó thì cái tài sản nó thuộc về mình. Cho nên là phải cẩn thận. Còn khi người ta không có bỏ mà mình lấy thì nó thuộc về lấy của không cho. Thành ra là hãy cẩn thận cái điều này. Xin nói để tránh cái trường hợp mốt quý vị, ví dụ như lâu lâu môi tiền của ba má để đi chùa thì nó kẹt lắm. Nhớ các sư không bao giờ khuyến khích mình làm phước cúng dường từ những cái nguồn bất thiện nha.